cái này là hồi nãy hai chi dừa, nếu mà con muốn ăn dừa nhiều quá thì là nguyên chất luôn, khỏi pha nước. Cái này không hồi nữa phải pha nước. Two coconut. Tại vì là một bịch này, là một bịch này ha, là phải 3 lít nước. One bag like that with two. Three liter of water, coconut juice. Cái ly này á là 1 lít là 4 ly. So 4 glasses for 1 liter. Mình lấy cái ly này á là mình lường, phải không? Còn nếu mà mình lường ca hay là lường cái gì mà là 1 lít á thì là một bịch này là 3 lít thôi. Khỏi lường cái ly này. So basically một bịch là 3 lít. So 1 bag for 3 liters of water. Phải không? Một bọc là 3 lít nước. Nhưng mà 6 lượng nè. Oh, because he used that one to measure. He used the glass to measure. So 4 glasses is 1 liter. That's 1.5. Lít rưỡi phải không? Là 6 rồi đó. Lít rưỡi. Sáu là cả ly dừa phải không? 12 ly mới được. Nhưng mình đổ dừa không thì 12 ly dừa. Còn không, mình pha nước, mình không có dừa nhiều, mình pha nước. Vậy có nấu là mà? Nấu chứ, nấu. Miếng cơm nè. Rồi, 12. 3 liters of water and coconut. Đưa đây mà sao? Bếp có trợ lý nói chỉ á, mình có thể dùng cái dừa mà dùng cái dừa sắc nhuyễn ra để cắt sợi á. Cắt mỏ sợi khi mà mình đổ vô trong cái sửng hoặc là một cái ly hay là gì đó, mình sắc sợi dừa để vô lúc còn nóng á. Cái khi nó đặt lại á, nó dính ra, nó không có rớt ra. Let's see if you want to put the coconut meat, you can put in later. Nửa ký đường phèn. That's rock sugar. Nếu mà half a kilo. Nếu mà con muốn ngọt hơn á thì cho thêm đường cát vô theo cái hậu của mình thích. Còn như cái này với cái này là nó vừa, nó hơi lạ. If you want more sugar, you have to more sweet. You put more sugar, regular sugar. But I love otherwise just raw. Sao vậy nắng quá sao? Không ấy gì, đặc tế hả? Dạ. Trời ơi, tôi giận ghê đi rồi, cái đất thân chưa gà rồi. Rock sugar. Đường phèn nó làm từ đâu ra mà sao à? Đường phèn này á khi mà làm đường cát á, đường cát rồi cái phần mà nó dính chảo á, nó cạo ra đó hả? Rồi nó quấn đặt ra trong cái dầm chảo đó rồi cái dại ra cái thành đường phèn. Làm từ mía phải không? Mía. Yeah, from sugar cane. Mà nếu mà bên con không có thì con làm đường cát, đường tinh luyện rồi đó. Rồi. Thái làm cái con dừa gì vậy? Rồi nấu cho bao lâu? Nấu khi mà nó tan đường rồi nó sôi lên. Rồi sôi lên, nó sôi lên là nó trong lại. So you have to chút nó đi rồi con thấy, ví dụ nấu cho nó sôi lên là cái bây giờ nước này nó đục nè.
một nồi sôi lên nó trong lên là được. So now the water is cloudy. You're gonna boil it until the water becomes clear. Yeah, chút nữa mà phải quấy hả? Quấy dầm hả? Yeah, you have to stir after. Because now it's not heat up yet. Má ơi, rửa rửa. Cái này con có muôn đổ cũng được, mà đổ vô sửng cũng được. Mhm. Yeah, trồng mía hả? Trồng mía còn đu đủ quá trồng trái luôn á. Oh. Con để lại đi khỏi vậy. Để khi nào nó sôi lên. Two coconuts only. Have one and a half. What? Lên là mình đổ được. Bây giờ nó muốn kết dính rồi nè, thấy không? Cái này dễ làm nhất luôn á không? Còn mai không ăn nó nguội lại rồi để tủ lạnh làm lạnh nha. Dưới khi nào hết vỏ thôi hả mọi? À, nó sắp hết nè, nó có chút xíu hoạt rồi thôi. Xôi hoài bọt nó lên hoài. Just keep bubbling up. Khá từ nè, thấy không? Nó trong lại là hồi nãy nó đục, bây giờ nó chín cái nó trong rồi. Rồi đổ ra liền ha, để nó nguội mới đổ. Không, đổ trong lúc nóng rồi, nguội là nó cứng rồi. Rồi, nguội nó đặt. Nguội là nó cứng rồi. Rồi, tắt rồi. Xong rồi. Mà tắt lửa là đổ ra đó hả? Jackie, can you take the video for me? Okay, it's done, I'm okay. I'm okay. I want to see how she pulled it out first. Yes, you put it all in here and let it fall. Yeah, it's okay, I want to see. Nếu mà con muốn đổ vô một cái khuôn khổ gì của con nó hợp ha, cái hình này hình kia. Thì cái đổ vô gì? Là con lấy vô cái ca mà nó có cái mỏ này nè. À, em dễ ghi ghi, thấy không? Còn ví dụ như cái này thì khỏi. Cái này nó dễ tại vì cái miệng nó bự quá nè. Cái bình chế đại. Yeah. Dày mỏng rồi hả, tùy mình. Rồi, để ngoài vậy nó nguội. Rồi, nó để tự nó nguội tự nhiên đó, cái nó đặt rồi, lại. Chưa set. Rồi, rồi. Xong rồi nó đặt hay xong rồi nguội rồi bỏ vô tủ lạnh. À. Rồi con để tủ lạnh cái nó lạnh là ăn là xong. Rồi. Rồi xong, các bạn mời sao? Rồi.